Thanh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay Thanh Thúy sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mà chỉ cần nghe thôi là chị em phụ nữ của mình sẽ rất là thích. Đó là viên uống thơm và làm đẹp da Jolivia, thương hiệu bởi Hoa hậu Phu Nhân 2018 Diễm Trang. Trước khi đến với sản phẩm này, chị được biết với một cái cương vị là một doanh nhân thành đạt và chị đăng quang Hoa hậu 2018 tại Philadelphia. Và hôm nay Thanh Thúy rất hân hạnh được mời chị tới với chương trình của chúng ta để nói về sản phẩm này. Xin chào chị Diễm Trang. Trang chào Thanh Thúy và Trang xin thân thương chào đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình Việt Face TV. Và hôm nay thì Diễm Trang có thể cho khán giả biết là Diễm Trang có một cái thông tin vui đến cho khán giả đúng không ạ? Về cái sản phẩm này đúng không ạ? Dạ, dạ đúng rồi Thúy. Thì giống như trước mặt của mình đó là mình đang có mấy cái hũ thuốc. Thì đây là cái thương hiệu Jolivia viên uống thơm và dưỡng da mà Trang đang cho ra thị trường làm tại Mỹ. Thúy mở cái hộp đó ra đi Thúy. Thì cái viên thuốc này đó với cái công dụng là tất cả những cái tinh dầu từ Sakura, từ Denmark Flower, Evening Primrose và Safflower, Glutathione và Vitamin E. Là tất cả những cái công dụng tinh dầu này nó có cái chất béo của omega 6 rất là mạnh để nó giúp cho mình có một cái làn da săn chắc và mình có thể chống những cái nét nhăn, điều hòa nội tiết tố. Và cái điều quan trọng hơn hết nữa đó là cái mùi thơm, nó cho ra một cái mùi thơm rất là thơm. Thì Thúy lấy một viên đi rồi Thúy cho Trang viên với. Dạ, cho Trang một viên. Cái mẫu mã rất là đẹp và là điều này có thể thấy là Trang thức rất là cái đẹp đúng không ạ? Cho nên là cái mẫu mã đẹp và để Thí xem, Thí cắn thử được không Trang? Dạ cắn đi Thí. Cắn rồi mình ngậm rồi mình nuốt cái tinh dầu nó vô từ từ nha. Thì quý vị biết rồi đó, sáng sớm thì mấy chị em đi làm thì cái mấy chị hay là sáng dậy pha ly cà phê hoặc là ghé vô mua ly cà phê, hay là nhiều khi chưa mệt đó quý vị mua một ly Starbucks, thì cái sản phẩm này thay vì mình sáng mình dậy mình uống cà phê thì cũng mất hết 3-4 đồng một ly. Thì mình cứ lấy một cái viên này ra, mình bỏ vào miệng mình cắn, thì mỗi một ngày như vậy mình tốn có 4 đồng thôi. Nếu như mà giá chưa có sale đó thì mình tốn 4 đồng. Nhưng mà nếu như mà sau khi quý vị coi cái show này, quý vị gọi vô Việt Face More TV thì quý vị sẽ có cái special đó là mình mua 3 tặng 1. Vậy đầu show chúng ta đã có một cái tin vui từ Hoa hậu Diễm Trang rồi. Đó là promotion hết sức đặc biệt là mua 3 được tặng 1. Và một hộp như vậy là 120 đồng. Và Diễm Trang có thể chia sẻ với khán giả về công dụng cũng như thành phần của sản phẩm này. Dạ thì quý vị cũng đã nghe rồi về tất cả những cái tinh dầu trong đây. Và mỗi một ngày thì với cái promotion thì chưa tới 4 đồng một ngày quý vị. Tính ra mỗi một hộp như vậy đó giá gốc là chỉ có 120. Nhưng mà hiện giờ mình đang có là mua 3 tặng 1 thì tính ra mỗi một hộp là chỉ có 90 đồng. Thì mỗi một ngày mình xài chỉ có 3 đồng thôi. Thì mình tập cho thói quen cái cơ thể của mình á, thì mình đi ra mình uống một viên multivitamin để cho có sức khỏe. Thì bây giờ mình tập một cái thói quen nữa là mình đừng có quên cái vụ cà phê tỉnh ngủ đi, tại vì ly cà phê cũng mấy đồng rồi. Thì mình tập cái thói quen là mình bỏ cái viên này vô, mỗi một ngày mình dành 3 đồng thôi mà mình có được cái làn da săn chắc, một cái sự trẻ đẹp, da mình không còn nám, không còn tàn nhang. Nhất là quý vị tới thời kỳ mãn kinh á, mình hay bực bội, mình gây gỗ gia đình mình không có êm ấm, thì cái viên thuốc này nó cũng giúp cho cái cơ thể mình điều hòa nội tiết tố. Cho nên khi mình uống vào mình vừa đẹp vừa thơm vừa trẻ mà đem lại cho mình sự tự tin nữa, thì mình không có cần phải uống cà phê nữa quý vị. Thành ra mua 3 tặng 1 trong thời gian đang có promotion, quý vị nhớ gọi vào Việt Face More liền để mình có được cái giá khuyến mãi này. Thì một lần nữa cái viên thuốc thơm này nó giúp cho mình dưỡng da và trắng da và điều hòa nội tiết tố. Và cái cơ thể thơm của mình không thể thiếu được, là tại vì mình có thể xịt dầu thơm ban ngày, nhưng mà cái thơm mà nó ra từ chân lông mình, mà từ chân tóc mà tới xuống gót chân của mình luôn, cả một cái cơ thể mình nó toát ra cái mùi hôi mà nó có một cái mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Thì bây giờ tối mình có ngủ tới sáng đi nữa, mình vẫn có sự tự tin trong cuộc sống của mình, là tại vì lúc nào mình cũng là một cái cành hoa di động hết đó. Đúng rồi Diễm Trang. Cái mùi hôi của mình không có ngửi được mà người bên cạnh ngửi rất là rõ. Cho nên quý vị, trong cơ thể của mình có chứa tuyến mồ hôi mà mình đi làm cả ngày, thì nó vi khuẩn, nó tạo cái vi khuẩn nó làm cho cơ thể của mình hôi. Cho nên mà khi mình lên giường ngủ đó thì mình cũng đâu có thể nào xịt nước hoa đâu. Mà người đàn ông thích cái mùi thơm tự nhiên tỏa lên từ cái cơ thể phụ nữ. Thanh Thúy uống có một viên mà Thanh Thúy nghe cái mùi hoa hồng
thơm vô cùng luôn. Đúng rồi, nói chuyện rất là thơm quý vị. Và cơ duyên gì mà đưa Diễm Trang tới với sản phẩm này và cho ra sản phẩm này? Thưa quý khán giả, là tại vì Trang là một cái người làm ăn, thì khi Trang ra ngoài á, Trang đi họp hành thì Trang gặp đối tác của Trang là người Nam rất là nhiều. Và chính vì vậy mà Trang biết được những cái gì mà người Nam họ thích. Thì có đôi lúc ngồi thì mấy anh hay nói chuyện, con bé này nó đẹp thiệt, con bé kia nó đẹp thiệt. Thì có một lần Trang có nghe một cái người bạn thân của Trang á, nói nhỏ bạn gái của mình nó đẹp mà nó hôi quá. Đó thì Trang nghe vậy cái Trang nói thấy thương ghê, thì thực sự cái cô đó rất là đẹp. Cho nên Trang mới nói không được rồi, bây giờ mình phải làm sao để cho chị em phụ nữ mình lấy lại cái sự tự tin trong cuộc sống. Là tại vì người đàn bà mà đẹp mà khi mà mình tỏa ra cái mùi nó khó chịu, mà cũng tội nghiệp là đôi lúc họ không muốn như vậy, nhưng mà họ đã sanh ra với một cái body nó như vậy rồi. Thì Trang mới nói thôi bây giờ để Trang làm ra một cái viên thuốc này với một cái giá đó nó vừa phải cái túi tiền của mình. Thì Trang nghĩ là 3 đồng một ngày hoặc 4 đồng một ngày thì không khó để cho quý vị, để mà mình tạo được cái sự tự tin của mình. Thì thay vì mình phải đi mua chai dầu thơm mình xịt thì nó chỉ có thoáng qua chút xíu thôi. Còn đằng này mình được dưỡng da, rồi mình được trắng da, rồi mình được trẻ hóa, mình được điều hòa nội tiết tốt, mà cơ thể mình nó ra thơm thơm từ chân tóc quý vị ơi. Tại vì khi mà mình không gội đầu 1-2 ngày á, cái đầu mình nó sẽ hôi dầu lắm. Nhưng mà khi mà cái tuyến mồ hôi của mình mà nó ra được cái mùi thơm từ hoa hồng rồi thì nó ra tất cả cái người của mình đó. Thì Trang mới cho ra cái thương hiệu này là cũng cảm ơn mấy anh, là nhờ mấy anh chê mấy cô trước mặt của Trang. Cho nên thành ra Trang mới tạo ra một cái thương hiệu. Mà phải nói là nếu như bề ngoài mà cái packaging á, cái gói của Trang mà nó đã đẹp như vậy rồi, thì quý vị cứ an toàn sử dụng cái sản phẩm này. Là tại vì bên trong cái viên thuốc này, tất cả những cái công dụng phải nói là Trang đã chọn rất là lâu, mà Trang làm cho một cái, phải nói là the best ingredient, để mà giúp cho các cô lấy được cái sự tự tin từ cái cơ thể của mình. Nếu quý vị nằm muốn là cả ngày lúc nào cơ thể của mình cũng tỏa ra một mùi thơm dịu dàng, mùi thơm như là hoa hồng, như là quý vị vừa đi ra khỏi cái vườn hoa hồng quý vị, thì quý vị có thể sử dụng sản phẩm Jolivia này. Hiện giờ chúng tôi đang có promotion rất là hấp dẫn, là mua 3 từ tặng 1 như vậy nha. Mua 3 tặng 1 và hộp hộp như vậy là 120 đồng. Và sản phẩm này nếu chị em phụ nữ chúng ta sử dụng nhiều có an toàn không? Dạ thì cảm ơn Thúy, là trên cái hộp của Trang á, là Trang không giấu một cái gì hết, là tại vì mình người thật thì mình làm thật thôi. Thì trên đây mình có ingredient, mình có tất cả những cái logo ở đây. Thì công ty lúc nào á, mình sản xuất ra một cái dược thảo á, thì mình bắt buộc mình phải có một cái GMP certified, rồi cộng thêm cái FDA register nữa, là để mình gửi tất cả những cái ingredient của mình lên cái Cali. Mình phải xin một cái giấy phép để mà mình có thể mình bán ra ngoài đó Thúy. Đó rồi, ngoài ra thì Trang có một cái logo nữa, quý vị thấy cái lab test. Cái lab test này là chính Trang mướn một cái văn phòng test bên cạnh để mà Trang phải thử cái viên thuốc này nữa. Ngoài cái công ty họ sản xuất cái viên thuốc này ra rồi, thì Trang muốn tạo thêm cái sự an toàn cho quý vị. Thì khi quý vị nhìn vô cái hộp thuốc, quý vị thấy có tất cả những cái logo ở đây, thì quý vị cứ an tâm sử dụng, là tại vì Trang đã test thêm một lần nữa ngoài cái công ty. Vậy là quý vị không cần phải là chuẩn bị nhiều hoa hồng để tắm nước hoa hồng trước khi đi ngủ, và cũng không phải cần xịt nước hoa cả ngày nữa, mà cơ thể của quý vị cũng sẽ tỏa cái mùi hơn nhẹ nhàng mỗi ngày luôn, và từng giây từng phút. Hiện giờ Thanh Thúy xin nhắc lại promotion hấp dẫn trong ngày hôm nay, mua 3 được tặng 1 nhớ vị nha. Và cảm ơn Diễm Trang đã đến với chương trình này, và Thanh Thúy mời Diễm Trang gửi lời chào với khán giả. Dạ, cảm ơn Thúy và cảm ơn quý khán giả đã đón xem chương trình Việt Face TV qua cái sản phẩm Jolivia ngày hôm nay. Và hy vọng rằng tất cả các chị em nhớ gọi vô trong khi promotion của mình đang có giá khuyến mãi đặc biệt, là tại vì Trang biết rằng mình uống một chai ấy, thì nó sẽ chưa có thấm vô cái cơ thể của mình để mình mới có nghe được cái mùi thơm, thì Trang mới cho cái promotion. Và cái giá original cũng chỉ có 120 đồng một hộp, có nghĩa là một ngày mình có 4 đồng thôi, mà mình có đem lại sự tự tin trong cuộc sống của mình, và mình không có cần phải nghe những cái lời chê từ cái bên phái nam nữa. Thì quý vị nhớ gọi vào Việt Face TV để mình có cái promotion là mua 3 tặng một quý vị nha. Và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình. Liên lạc với Việt Face More ngay bây giờ quý vị, và số điện thoại đang hiện trên màn hình để có promotion hấp dẫn ngày hôm nay. Và hy vọng qua những cái thông tin này, quý vị có thể chọn cho mình viên uống thơm hợp với cơ thể của mình để có mùi thơm nhẹ nhàng, tự nhiên và quyến rũ. Và cảm ơn sự theo dõi quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Talk Show lần tới.